Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Trà Vinh cho biết vừa thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam và khám xét nơi ở của Kim Anh, 53 tuổi, trú tại ấp Chợ Dưới, xã Phước Hưng, huyện Trà Cú, để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo hồ sơ vụ án, ông Thạch Khon ở huyện Châu Thành nhờ ông Thạch Ngọc Tra ở huyện Trà Cú tìm mua đồng đen thiên thạch. Ông Tra đến nhà Kim Anh để mua đồng đen. Kim Anh ký hợp đồng bán thiên thạch có trọng lượng 12,4 kg cho ông Tra với giá 1,86 tỷ đồng và ông Tra nhiều lần chuyển cho Kim Anh với tổng số tiền hơn 1 tỷ đồng. Do hết tiền, ông Tra yêu cầu ông Khon tiếp tục đưa tiền cho Kim Anh. Ông Khon huy động hơn 10 tỷ đồng của 3 người dân đưa cho Kim Anh nhưng không ghi biên nhận cụ thể. Sau đó, Kim Anh tiếp tục ký hợp đồng bán 25,5 kg thiên thạch cho một công ty ở tỉnh Đắk Lắk và nhận trước số tiền 600 triệu đồng. Kim Anh tiếp tục ký hợp đồng chuyển nhượng thiên thạch với một công ty khác ở thành phố Hồ Chí Minh với tổng giá trị rất lớn nhưng chưa thực hiện được. Biết bị lừa, các bị hại đã làm đơn tố cáo hành vi lừa đảo của Kim Anh gửi đến cơ quan chức năng. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Trà Vinh xác định hoàn toàn không có số thiên thạch như lời Kim Anh trình bày. Hiện vụ việc đang được cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Trà Vinh tiếp tục điều tra làm rõ. Phòng Cảnh sát Môi trường Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với các đơn vị chức năng vừa phát hiện bắt giữ một đối tượng đang tập kết 209 cá thể chim trời với tổng trọng lượng 100 kg để đi tiêu thụ. Theo đó, tại khu vực gần bến xe Hà Tĩnh, đường Hàm Nghi, xã Thạch Đài, huyện Thạch Hà, lực lượng chức năng phát hiện chị Nguyễn Thị Cương, sinh năm 1992, trú tại xã Thạch Bình, thành phố Hà Tĩnh, đang có hành vi tập kết 209 cá thể chim vạc đã được sơ chế cấp đông, đựng trong 3 thùng xốp và 2 bao tải với tổng trọng lượng 100 kg. Toàn bộ số chim này không có hồ sơ thủ tục theo quy định. Bước đầu, chị Nguyễn Thị Cương khai nhận số chim trên được thu mua từ các hộ dân đánh bắt chim trời ở các địa bàn trong tỉnh và một số tỉnh ở phía Bắc về. Khi đang chuẩn bị đưa đi tiêu thụ thì bị các lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ. Công an quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng đang tạm giữ lượng lớn hàng hóa nghi nhập lậu được vận chuyển trên tàu Bắc Nam. Tất cả đều không rõ nguồn gốc xuất xứ, chuẩn bị nhập vào thị trường Đà Nẵng để tiêu thụ. Trước đó, vào chiều ngày 19 tháng 12, qua kiểm tra, toa hàng đang bốc dỡ tại bãi hóa trường ở ga Đà Nẵng thuộc địa bàn phường Tam Thuận, quận Thanh Khê, phát hiện 106 kiện hàng gồm các loại mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dụng cụ sửa xe, sữa ngoại nhập và hàng hóa tiêu dùng đủ chủng loại đều không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Tiến hành xác minh, lô hàng trên có lịch trình từ Hà Nội vào Đà Nẵng. Chủ của toa hàng đã bỏ lại hàng và không liên lạc được. Hiện công an quận Thanh Khê đang tiến hành phân loại, thống kê, mở rộng điều tra để xử lý số hàng lậu trên theo quy định của pháp luật. Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, hiện nay cả nước có hơn 87 triệu người tham gia bảo hiểm y tế, đạt tỷ lệ bao phủ 89,2% dân số. Từ đầu năm 2020 đến nay, cả nước đã khám chữa bệnh bảo hiểm y tế cho gần 160 triệu lượt người. Tổng số tiền Quỹ Bảo hiểm Y tế đề nghị các cơ quan bảo hiểm xã hội thanh toán là hơn 97.158 tỷ đồng. Trong quá trình khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, nhiều bệnh nhân được chi trả với số tiền lên tới hàng tỷ đồng trong năm 2020. Điều đó cho thấy tính ưu việt, nhân văn của chính sách bảo hiểm y tế, nhất là đối với người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn. Theo Chi cục Dân số Kế hoạch hóa Gia đình thành phố Hồ Chí Minh, chất lượng cuộc sống và công tác chăm sóc sức khỏe người dân không ngừng được cải thiện trong những năm qua, giúp nâng cao tuổi thọ trung bình của người dân thành phố. Hiện tuổi thọ trung bình của người dân thành phố Hồ Chí Minh là 76,6 tuổi, so với cả nước là 73,6 tuổi. Tại thành phố Hồ Chí Minh, tỷ lệ bà mẹ mang thai được sàng lọc trước sinh và tỷ lệ trẻ sơ sinh được sàng lọc hàng năm luôn đạt trên 80%. Ngoài ra, công tác khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe người cao tuổi được tăng cường đã góp phần cải thiện sức khỏe, chất lượng cuộc sống của người cao tuổi. Tuy nhiên, hệ thống chăm sóc sức khỏe người cao tuổi chưa bắt kịp tốc độ già hóa dân số ngày càng nhanh tại thành phố.